Luật đất đai 2024 đi vào cuộc sống đã là cơ sở để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển nhà ở, ôm đất rồi để bỏ hoang, hoặc chậm triển khai. Bởi nếu ôm đất để hoang sẽ bị phạt nặng hoặc bị nhà nước thu hồi dự án mà không bồi thường. Từ đầu năm đến nay tại Hà Nội, hàng loạt dự án để đất hoang đã phải nhanh chóng triển khai thực hiện. Tuy vậy, với các nhà đầu tư cá nhân, hệ thống pháp luật hiện vẫn chưa có chế tài kiểm soát, ngăn chặn hoạt động đầu cơ găm nhà đất để thổi giá. Đầu cơ thì nó khác đầu tư. Đầu tư là những cái đầu tư chân chính, thì đang trả giá trị xã hội. Còn đầu cơ là gì? Tức là mua vào để đấy, không đầu tư thêm gì cả và chờ đợi giá cao lên là lướt sóng. Nếu không được giá kỳ vọng là cứ để hoang hóa. Đấy thì đấy là đầu cơ là cần phải xử lý chặt chẽ. Thế thì cái chính sách để ngăn chặn thì tôi đã nói là do luật kinh doanh bất động sản là chủ yếu, nó là công cụ then chốt bởi vì ngăn chặn từ đầu trước khi xảy ra, còn để xử lý các việc đã đầu cơ rồi, nó là cái chính sách về thuế, công cụ về thuế, về tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, thì cái này là hiện giờ là pháp luật chưa đầy đủ. Do hệ thống pháp luật chưa có chế tài nào để ngăn chặn đầu cơ, dẫn đến tình trạng cá nhân đổ xô vào đầu cơ nhà đất rồi để hoang, hàng loạt dự án ở ven Hà Nội với hàng chục ngàn bất động sản bị để hoang nhiều năm đã nói lên điều đó. Vấn đề này không chỉ gây lãng phí đất đai, làm giá nhà đất tăng cao phi lý mà còn tạo ra sự bất công cho xã hội. Bởi nhiều người đầu cơ từ vài căn cho đến hàng chục căn nhà rồi để hoang, trong khi đại đa số người có nhu cầu ở thực sự thì khả năng tiếp cận nhà đất lại bị hạn chế. Mặt khác, thực trạng này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế trong dài hạn, do đất đai là đầu vào của hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất hiện nay. Đó là những hệ lụy rất lớn cho xã hội mà nhà nước cần có sự điều tiết kiểm soát bằng những chế tài cụ thể. Nếu anh sở hữu số lượng nhiều, đúng không? Hoặc là giá trị cao thì anh phải đóng thuế nhiều. Thì có nghĩa là gì là, chứ còn anh không thể để cho cỏ mọc được. Anh sẽ không dùng, anh là cái thuế mà thuế đó lại còn tăng theo thời gian. Nếu như anh càng bỏ phí lâu thì cái thuế đấy nó lại còn tăng lên nữa. Chứ còn nếu không mà như thế này thì không có cách nào được, vì nó sẽ tạo ra cái gọi là cái lỗ hổng để cho người ta cứ đầu cơ thoải mái, không có mất gì người ta sợ. Cũng theo các chuyên gia bất động sản và kinh tế, thì để có thể áp dụng được công cụ thuế điều tiết quản lý thị trường bất động sản, trước mắt cần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia một cách chi tiết đến từng thửa đất, ngôi nhà và công trình, cũng như chủ của bất động sản đó là ai. Đó sẽ là nền tảng để nhà nước có thể xây dựng và ban hành chính sách thuế đối với bất động sản. Chính sách thuế được ban hành sớm sẽ là cơ sở để điều tiết, làm lành mạnh thị trường bất động sản, ngăn chặn đầu cơ nhà đất đẩy giá lên cao, đồng thời đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định.